nóng. Đèn pin mini lốc biên đến 350 kê nhỏ gọn, siêu sáng, tỏa, chống nước, pin châu Đèn pin mini XBALOGBL350K không chỉ nhỏ gọn và dễ mang theo mà còn có khả năng tỏa sáng mạnh mẽ, đủ để chiếu sáng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, với tính năng chống nước, nó trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong các hoạt động ngoài trời. Pin trâu giúp đảm bảo sự ổn định và dài lâu cho trải nghiệm sử dụng. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời và cần một nguồn ánh sáng đáng tin cậy. Cực mát. Quạt mini Turbo mới năm 2024, cầm tay không ồn có cổng, sạc USB, mát cho ngày hè. Quạt mini Turbo 2024 mới là sự lựa chọn lý tưởng cho mùa hè. Nhỏ gọn, không ồn và có cổng sạc USB, tiện lợi cho mọi nhu cầu. Đảm bảo làn gió mát mẻ, giúp bạn thoải mái trong những ngày nắng. nóng. Đèn pin mini siêu nhỏ siêu, sáng 13 lốc pin đến 350 x tiện, lợi, được mọi người tin dùng. Đèn pin mini XBALOGBL350K là lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời. Với thiết kế nhỏ gọn, siêu sáng tỏa và khả năng chống nước, nó phục vụ tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Pin trâu giúp đảm bảo sự liên tục và tin cậy cho người dùng. Mát lắm. Quạt mini cầm tay siêu mát và mạnh, được mọi người mang theo và sử dụng nhiều. Quạt mini cầm tay này không chỉ mát mẻ mà còn mạnh mẽ. Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo bất cứ nơi đâu. Với công suất mạnh mẽ, đảm bảo bạn luôn có làn gió sảng khoái ngay cả trong những ngày nắng oi bức. Điều này làm cho nó trở thành một phụ kiện không thể thiếu trong mùa hè.